Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến phần text. Thì trong phần text thì bây giờ trong phần text của cái chương trình Illustrator là một trong những cái phần mềm mà là những cái phần mà rất là quan trọng. Bởi vì trong phần thiết kế đồ họa thì cái giá trị này nó sẽ đem lại cái giá trị mạnh nhất trong việc là tín hiệu bạn đưa đến cho khách hàng. Có nghĩa là nếu mà có ảnh không mà người ta khách hàng người ta hiểu được thì thực sự là bạn đã quá xuất sắc rồi. Bởi vì dùng ảnh mà không dùng text. Người ta nhìn qua tính năng người ta hiểu được cái đó. Nhưng mà riêng dùng text thì nó phải có đầy đủ các nguyên tắc. Thì đầu tiên thì text sẽ chia là hai loại, các bạn có thể ghi text chia là hai loại, đó là text tiêu đề và text thứ hai là text văn bản. Text tiêu đề là gì? Ví dụ chúng ta xem một cái tạp chí báo đàn ông chẳng hạn, thì chúng ta nhìn kia báo đàn ông thì đấy gọi là tiêu đề, và những cái cụm chữ tiêu đề đó thì các bạn được quyền biến đổi và biến đổi nó, biến hóa để làm sao để tạo ra một cái phiên bản thiết kế cực kỳ đẹp. Các bạn hiểu cái này không ạ? Ok. Còn phần thứ hai là text văn bản thì nó chỉ phục vụ cho chúng ta là cái gì ạ? Đó là mô tả cho sản phẩm. Nó là những bài viết thì các bạn sẽ thấy rằng nó chỉ có tác dụng là gì ạ? Nó sẽ là không có chỉnh sửa nhiều được. Bởi vì sao? Nếu mà chỉnh sửa thì chúng ta sẽ không chỉnh sửa được hết toàn bộ hệ thống văn bản được, đúng không ạ? Các bạn có thấy văn bản nó dài không ạ? Bây giờ chỉnh phông hoặc là convert chữ thì chúng ta biến đổi thành cái này biến đổi cái kia thì không bao giờ có thể làm được điều đấy. Nên các bạn nhìn này, riêng text thì nó sẽ chia rất nhiều loại. Lúc này chúng ta sẽ sổ cái mũi tên nhỏ nhỏ này, các bạn nhìn thấy không ạ? Nó sẽ chia cho các bạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó có 7 loại text. Inux CC 2017 nó sẽ chia ra 7 loại. Còn hồi xưa CS6 nó chỉ có 6 loại thôi, bởi vì nó không có cái text cuối cùng. Các bạn hiểu cái này không? Lúc này chúng ta muốn sử dụng toàn bộ cái này thì chúng ta sẽ chọn vào đây, và ở đây nó sẽ có text, nhìn chưa? Thì riêng đối với text tiêu đề thì người ta chỉ cần rất đơn giản là người ta chọn nó text này, và người ta muốn đánh được thì người ta tích thẳng màn hình. Nhìn tích thẳng màn hình chưa? Thì ngay lập tức đối với CC 2017 thì nó mặc định cho chúng ta một cái đoạn text để chúng ta có thể tự đánh. Các bạn hiểu không ạ? Còn những cái text khác thì nó chỉ ra cái biểu tượng gạch và nó cứ nhấp nháy thì cho bạn biết là tôi sẽ đánh text được vào đó. Ví dụ giảm giá 30%. Các bạn nhìn chưa? Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ làm sao? Và chúng ta phóng to bằng giống như một đối tượng thôi. Các bạn hiểu không ạ? Trong quá trình khi mà các bạn đánh text thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta dùng chế độ đó là Unicode. Cái Việt key đấy, cái Unicode của các bạn là dùng chế độ Unicode, thì đây là những cái phông chữ mà có thể đánh được tiếng Việt. Còn những cái phông mà chúng ta kiếm những cái phông của nước ngoài, tất nhiên nó rất là đẹp, rất sang trọng, bởi vì nó không có hệ thống dấu. Nhưng khi mà các bạn muốn làm cho người Việt Nam hiểu thì bạn phải có dấu, thì bạn phải chọn những cái phông Unicode nhưng nó lại rất là xấu. Như vậy thì chúng ta phải dùng phông nước ngoài sao, thì chúng ta phải chế dấu. Các bạn hiểu không ạ? Nên bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn về cái cách thức mà chúng ta thiết kế từ cái phông thường đã. Có nhiều người người ta không cần phải quá xuất sắc đâu, nhưng người ta làm rõ được cái mục tiêu của chúng ta. Vậy thì trong phần text nó có giá trị đó là tương phản. Các bạn sẽ ghi những giá trị tương phản của text để khi dùng thiết kế cho text tiêu đề. Ví dụ chữ giảm giá bạn là quan trọng thì bạn sẽ cho đậm lên, màu sắc bắt mắt hơn. Còn 30% là cái thứ phụ thì bạn sẽ cho làm sao? Mảnh đi và mờ đi, hoặc màu sắc không bắt mắt lắm, và ngược lại, đúng không? Vậy thì cái giá trị mà cái đội mà marketing mà sau này khi người ta thiết kế cho bất cứ một cái hệ thống về quảng cáo nào đó thì người đều có một cái trọng tâm của chúng ta là cái gì, và cái khách hàng người ta xem thì người ta sẽ hay nhìn vào đâu nhất, đúng không? Vậy thì cái giá trị đôi lúc tôi sẽ chọn được 30% là giá trị quan trọng. Thì giá trị tương phản của text thì nó sẽ có gì ạ? Nét mảnh và nét dày, có chân và không chân, hiểu không? Vuông gì ạ? Phông tròn và phông vuông, màu sắc đậm và nhạt, âm và dương, rỗng và đặc. Các bạn hiểu cái này không ạ? Và tất nhiên là nếu mà các bạn thi thiết kế thì bạn có thể tìm ra rất nhiều cái giải pháp cho text, thì sau này bạn sẽ là người cực kỳ thiết kế rất tốt rồi. Chứ chưa cần nói là quá xuất sắc nha. Xuất sắc là cái gì? Bạn làm quanh người ta thấy là ui đẹp thế. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng trong quy trình khi thiết kế thì nó cũng phải phân khúc thị trường ra. Ví dụ bạn đang thiết kế cho thị trường này, thị trường nọ, có những người cái cảm thụ về nghệ thuật người ta tốt thì em phải làm rất là nghệ thuật, rất là sâu sắc và rất là sang trọng. Nhưng có những người người ta dùng hàng chợ thì không. Có những thứ em đưa vào chưa chắc người ta bảo ôi phông này xấu, phông này trông nó mịn sao, nó gầy gò. Nhưng mà vấn đề là có những cái đối tượng, các bạn nhớ, người ta cần thiết kế những cái phông chữ bình thường thôi là đẹp lắm rồi, thì người ta không cảm nhận được điều đó. Nên các bạn nhớ một điều rằng trong con người bạn phải chảy rất nhiều dòng máu. Dòng máu thứ nhất là dòng máu thị trường, và dòng máu thứ hai là dòng máu chuyên nghiệp.
cái thứ mà chúng ta được học ở các trường đại học về mỹ thuật hoặc là các trường về thiết kế thì đó là đào tạo cho chúng ta một cái thứ được gọi hàn lâm. Nếu ở Việt Nam, hàn lâm là gì? Là những cái nền tảng mỹ thuật. Bạn có thể đẹp trong con mắt của bạn, đẹp trong con mắt của mọi người trong, nhưng chưa chắc là đẹp trong con mắt của những cái thứ mà ngoài thị trường đâu. Nên các bạn nhớ một điều rằng đôi lúc tại sao chúng ta phải đi chép nhiều những sản phẩm thị trường, bởi vì nhiều lúc như khi chúng ta chép nhiều đấy, chúng ta biết là cái cách nhìn của họ thế nào và chúng ta thiết kế sao cho phù hợp, và khi chúng ta đưa ra thì người ta thấy ok về mình lắm, ôi đẹp thế, xong xịn thế, hay quá, chị rất thích em. Đấy là một cái câu rất là tuyệt vời mà khi dành cho người thiết kế à, trong thâm tâm thì thấy bảo ui xấu điên. Các bạn hiểu cái điều đấy chưa? Nên tôi nói cho bạn biết là làm phải thực tế. Cái tôi cá nhân rất cao, rất tốt, nhưng nó không phải là thể hiện ở cái chỗ mà bạn phải đấu đầu đấu khẩu đối với cái người khách hàng của mình, bảo anh chả biết tí về mỹ thuật kìa, anh làm xấu điên, trông mất chuyên nghiệp. Nhưng mà vậy, nhưng vấn đề là đấy là chuyên nghiệp con mắt của người thiết kế thôi, còn con mắt của cái người khách hàng ấy họ rất là quan trọng. Họ đang thiết kế ra một thứ, họ thiết kế xong rồi người ta phải cho hàng nghìn khách hàng của họ nhìn vào, những cái nghìn khách hàng đấy thì lại thích cái phong cách của chính cái khách hàng mình đang thiết kế cho đấy. Ok, nên chúng ta tiếp xúc với nhiều khách hàng thì chúng ta sẽ học hỏi được một tập khách hàng trong hệ thống của chúng ta. Và lúc ấy chúng ta sẽ có kinh nghiệm để làm gì? Tư vấn. Ví dụ hôm nay em làm cho đồng hồ đúng không? Ngày mai đến gặp ông đồng hồ khác. Đây này, đồng hồ này nó hay dùng kiểu phông như này, nó sẽ rất là tốt này. Và nó rất là đẹp này. Đấy, bây giờ nếu mà dùng phông khác trông anh nhìn thấy không? Nó khác nhau hoàn toàn. Đúng chưa? Thì đôi lúc nó là một sự so sánh và người ta tự quyết định. Mình không thích phải nói nhiều. Ok. Và lúc này các bạn nhìn này, đối với phông tương phản thì khi đánh phông chữ xong thì ở trên đây nó sẽ có thành thuộc tính. Thứ nhất là cái biểu tượng phông chữ, các bạn nhìn thấy phông chữ chưa? Cái thứ hai chúng ta sẽ là chế độ thuộc tính của phông chữ đó. Trong một phông chữ thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng nó có thuộc tính. Thuộc tính có nghĩa gì? Nó có thể là nét thường và nó có thể là bôi dày. Hiểu cái này không ạ? Vậy thì nếu một phông chữ mà có nhiều thuộc tính thì bạn sẽ nhớ một điều rằng bạn là người sẽ sử dụng nó nhiều, bởi vì làm sao? Nó có cong thẳng, nó có béo người, nó có cao thấp thì sao? Vậy thì phông nó có tốt không ạ? Nó có phải là hội tụ tất cả những cái giá trị vừa rồi mà chú chia sẻ cho bọn cháu, đó là gì? Cong thẳng, cao thấp, béo gầy, có chân và không chân không ạ? Nhưng tất nhiên việc có chân và không chân thì chắc chắn nó phải nằm ở hai phông khác nhau. Ok, hiểu cái này không ạ? Không thể chơi trò đó được. Nhưng các bạn nhớ một điều xem, mỗi một đối tượng khách hàng nó sẽ có một phông nhất định, chứ không phải cái nào có chân và cái nào cũng không phải là không có chân đâu ạ. Nên chúng ta phải tìm ra tập khách hàng của nó. Tìm ra tập khách hàng bằng cách nào? Chúng ta lên trên mạng, chúng ta search về những cái poster của chính cái hạng mục đấy. Chúng ta sẽ thấy à, thằng này hay dùng phông cũng không có chân này, và phông rất là mạnh này, và phông rất là tròn này, nhưng có thằng này dùng phông vuông. Có thể là người ta xây dựng thì người ta chọn phông vuông. Có thể những cái làm về hãng xe thì người ta chọn phông nghiêng, bởi vì nó sẽ bay theo chiều xe và kiểu giống như dán tem. Nên các cháu có thấy rằng tất cả những cái tech mà đặt trên những cái thể loại về xe máy, xe mô tô của mọi người đấy thì có thấy là nó sẽ bị nghiêng về độ, bởi vì nó sẽ vắt chéo theo cái chiều gió và đi nó trông rất là bay theo hệ thống của cả cái design của cả cái xe đó. Hiểu cái đấy chưa đã? Nên khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới có những cái câu chuyện để chúng ta chia sẻ với khách hàng, chúng ta nói chuyện với khách hàng thì khách hàng mới ok về chính con người chúng ta, bởi vì mặt chúng ta làm sao ạ? Có trẻ không? Có trẻ, bởi vì các bạn là đi ra trẻ mà. Chúng mình kiến thức không? Ok, vậy thì các bạn ui tóc có bạc không? Chưa thấy bạc đâu cả. Đúng không? Vậy chúng ta, vậy người ta muốn giao việc cho bạn không? Chưa chắc đâu ạ. Vậy thì chỉ có thứ mà chúng ta chia sẻ với đấy thì người ta biết là ui trông mặt thằng này non mà sao lại già đời thế nhỉ? Thì đấy là một cái mà chú thực sự khuyên các cháu là nên sưu tầm các câu chuyện về thiết kế để chúng ta có thể có những cái cách thức mà chúng ta nói chuyện về thiết kế một cách sâu sắc hơn. À, chúng ta có thể đi dọa ma một thằng khác, nhưng nói chuyện với khách hàng không thể dọa ma được đâu. Các bạn nhớ nhá, người có kiến thức biết ngay, người không kiến thức biết ngay. Nó chỉ khẳng định bằng ông có làm đẹp không. Làm xấu đẹp nó còn nhiều lý do nữa. Đấy thì sau khi mà chọn xong thì chú hay dùng cái phông đó là như này. Phông thứ hai chú có thể dùng những cái phông ví dụ như là Roboto. Chú hay dùng phông này, phông này rất dễ, cháu chỉ cần đi kiếm trên mạng là sẽ có luôn. Chọn đây, nhìn chưa? Thì riêng cái phông này trong thuộc tính của nó sẽ rất là nhiều, ví dụ sổ xuống thì các bạn nhìn đây. Có nhiều không ạ? Titanic, nghiêng, xuống dưới, bôn nhưng lại nét người, có nghĩa là nó bị hẹp, hẹp ngang. Với cái giá trị hẹp ngang này thì bạn sẽ sử dụng cơ trong cái diện tích bé. Các cháu có thấy là nhiều cái phông chữ nó dài hoàng ra ngoài không ạ? Thì phông này nó sẽ rất là quan trọng trong phần này. Hiểu không ạ? À, sổ xuống một tí xíu nữa thì chúng ta sẽ nghiêng, nét là mạnh, thinh thì là nét cực kỳ mạnh. Nhìn chưa? Tiếp theo, nái, đậm hơn tí, thường, đậm hơn tí và bôn,
đậm hơn tí, và cuối cùng là black dày hơn tí. Vậy thì cháu có thấy rằng trong giá trị này chúng ta sẽ sử dụng được cái giá trị này không ạ? À, có nhiều người người ta thiết kế về cái giá trị đồ họa, nhưng cách này chúng ta sẽ quét ra một cái cụm từ này và tôi sẽ chọn cho nó một cái giá trị, đó là gì? Thuộc tính. Ví dụ có nhiều người chọn thịt, các bạn sẽ thấy một cái giá trị tương phản giữa nét mảnh và nét đậm, có nhìn thấy không ạ? Ok, tôi quét qua giá trị 30%, tôi có thể đặt một cái giá trị đó là màu đỏ. Thế bắt mắt hơn chưa? Nhưng với điều kiện trên nền trắng thôi, còn nền xanh này chúng ta không làm được nha. Các bạn nhìn này, nền xanh này bắt các bạn bó tay. Lý do rất đơn giản, đây là khả năng về mỹ thuật. Khi màu đỏ đặt trên nền xanh này, nó sẽ rất chói mắt. Nhưng các bạn có thể đặt trên nền tím thì sao ạ? Nó cũng khó chịu. Tất nhiên trong màu tím thì có đỏ. Các bạn biết là màu tím thì nó sẽ có đỏ và xanh cộng lại với nhau không ạ? Nó được gọi là cùng tông. Nhưng vấn đề là sắc độ. Cái sắc độ rất quan trọng trong việc thiết kế. Nên các bạn sẽ thấy là cái này nó không ổn tí nào cả. Ok, vậy thì tôi có thể chọn cái này được không ạ? Ghi là chắc ok. Vậy thì nguyên tắc là bao giờ chữ sáng thì nền đậm và ngược lại. Đó, đấy cũng làm giá trị tương phản không ạ? Nhưng có những người bảo là chú ơi cháu thích là cái này nó phải to hơn. Ok, vậy thì lúc này chúng ta sẽ xem cái giá trị nó quét qua toàn bộ. Quét qua cái này, tôi muốn làm to hơn nữa, tôi muốn nhấn mạnh hơn nữa, thì ở đây nó có giá trị đó là kích cỡ của phông. Chúng ta có thể chọn 6162, tích vào đây một cái, chúng ta ấn nút lên trên và xuống dưới bàn phím thì sẽ to. Nhìn chưa? Và cũng tương tự như vậy, chúng ta ấn vào Ctrl Shift nhá. Nhìn này, Ctrl Shift bên tay trái và con nút mũi tên gần dấu hỏi. Các bạn nhìn dấu hỏi trên bàn phím nhá. Đấy, Ctrl Shift và dấu hỏi là cái dấu mũi tên á. Có ngoặc mũi tên sang trái, ngoặc mũi tên sang phải đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta ấn sang phải thì các bạn sẽ nhìn này, đây nó sẽ làm sao? Nhìn nhá, quét qua. Đấy. Nhìn chưa? To lên chưa? Ấn xuống dưới. Nhỏ chưa? Vậy thì có phải như này chúng ta sẽ chủ động hơn việc to nhỏ như nào cho vừa không? Đôi lúc chúng ta đánh con số ở đây liệu nó có đúng ý chúng ta không ạ? Ở nó cao hơn tí, ở nó thấp hơn tí, nó nhỏ hơn tí, to hơn tí. Cái từ một tí đấy là giá trị chúng ta có cần tiết kiệm một thời gian không thôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Vậy thì có nhiều người bảo vậy thì chú Khánh, vậy thì liệu mình có thể là ấn vào Ctrl X, Ctrl X cắt nó đi và lúc này chúng ta sẽ tách ra một cái mình sẽ chọn một cái mới là đánh riêng biệt như này được không ạ? Có nhiều người đặt nhai đúng không ạ? Và đúng rồi, chúng ta phóng to nhai đúng không ạ? Và thu nhỏ nhai. Vậy thì có nghĩa là nó có rất nhiều giải pháp để khi mà các bạn dùng text trong thiết kế. Có thể là đánh nguyên từ một cụm chữ và có thể là tách rời ra để làm gì? Để chúng ta quản lý cho tốt hơn. Các bạn hiểu cái này không ạ? Có nhiều người này sử dụng cái khả năng về khi mà chúng ta làm. Ví dụ, tôi nói thật cho các bạn biết tôi dùng màu xanh. Nhìn màu xanh chưa? Thấy trời không ạ? Tôi lại dùng tiếp theo là cái giá trị là màu trắng. Thì có phải là màu trắng đặt trên nền xanh thì vẫn dễ chịu không ạ? Nhưng cái màu đỏ có dễ chịu đâu? Thì người ta mới dùng một chiêu thức là gì? Người ta dùng nét của đối tượng được không ạ? Và người ta chọn một cái nét đó là nét màu trắng được không ạ? Nó vẫn ok. Các bạn hiểu cái này chưa? Nhưng cái nét của đối tượng khi trong thiết kế nó bị một cái rất là dở là khi tôi cho nét to thì các bạn sẽ thấy là cái hình của cái chữ đó nó sẽ bị biến mất. Cứ đúng không ạ? Đúng chưa? Vậy thì người ta mới sinh ra cái trò như sau, đó là gì? Khi tôi làm cái giá trị text này thì hồi xưa chú lấy từ kinh nghiệm của chú là chú ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là cái bài tập đầu tiên mà chúng ta học với nhau, nhưng nó lại cực kỳ quan trọng. Quan trọng chỗ nào? Ở đây các bạn có đồng ý tôi có hai cái chữ không ạ? Một cái chữ có nét to, một cái chữ là không có nét không ạ? Ok, vậy thì tôi chỉ cần chuột phải làm cho nó mất nét cái này đi. Thì các bạn nhìn thấy cái vành to ở dưới, nó có hai cái mà, một cái thì ông thích to bao nhiêu đấy thì của ông, ví dụ ông thậm chí ông cho 10 lên chả sao cả, bởi vì lý do cái trên của tôi chỉ đè vào giữa thôi. Ok, nhưng các bạn có thấy là nó rất hợp lý không? Hiểu cái này cách làm chưa? Vậy thì cái cách xử lý nó rất quan trọng. Cái người thiết kế và cái người mà đưa cho mình một cái thông tin để mình làm ra một cái quảng bá sản phẩm ấy, chưa chắc người ta là cần cái độ quá chuyên nghiệp, màu sắc là mình nhuyễn, mà nó chỉ cần là ông có làm rõ được cái mục tiêu của tôi hay không thôi. Rõ nha, thiết kế phải rõ ràng đã. Còn cái độ đẹp xấu chúng ta tính sau về bố cục, được không ạ? Lúc này chúng ta sẽ grab xuống đây và chúng ta sẽ có thể là dùng chiêu thức tiếp theo thứ hai. Có thể là người ta xử lý nhau Ctrl C và Ctrl B bỏ. Ctrl C, Ctrl B bỏ là gì ạ? Copy. Ok, lúc này tôi sẽ chọn một cái màu trắng được không ạ? Nhìn màu trắng nhá. Có thấy phát hiện điều gì không ạ? Không, có nhiều người dịch sang trái. Chứ có vậy. Âm tất cả dưới nó sẽ bị làm sao? Nó là màu trắng đó. Nó lộ ra và cái viền trắng này. Ok, phải nó nhấn mạnh được cái trên rồi.
đúng không? Ok, cách thứ hai người ta có thể làm gì? Chọn một cái màu đậm hơn được không ạ? Tôi chọn màu xanh đậm được không anh này, đúng không? Đấy, ok, đúng không? Ôi cháu vẫn không thích lắm, cháu vẫn thấy là chưa được đẹp lắm. Ok, vậy thì có những cái cách xử lý nữa là chúng ta có thể làm cho cái ở dưới của cái chữ đấy nó sẽ nhòe đi giống như cái bóng của đối tượng đó. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên tôi sẽ chọn vào effect, tôi chọn vào style và tôi chọn vào drop shadow. Hoặc các bạn có thể chọn vào giá trị nằm nhòe. Nằm nhòe và nằm mờ đó là blur, và chọn vào Gaussian blur. Đúng không? Và lúc này các bạn sẽ thấy rằng tôi sẽ xử lý được cái việc này một cách rất là đơn giản. Đấy. Chúng ta chọn vào đây được không ạ? Nhìn bóng chưa? Cái này được rồi đúng không ạ? Hiểu cách làm chưa? Thì người ta có rất nhiều cách để xử lý cho cái việc text đó. Thì các bạn đã hiểu qua cái giá trị text rồi đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến một giá trị nữa. Đó là gì? Trong phần text nó ngoài những giá trị gì ạ? Phông chữ, đúng không? Thì đây nó sẽ có kích cỡ của chữ, và nó có căn trái, căn phải, căn giữa, và hiệu ứng của chữ. Hiệu ứng của chữ, các bạn nhìn này, lúc này khi mà chúng ta khi mà thiết kế một cái card visit thì thường thường chúng ta sẽ gặp phải trường hợp là chúng ta phải căn trái hoặc căn phải, lên trên và xuống dưới. Thì lúc này chúng ta ấn vào đây thì ở đây nó cũng có những cái hiệu ứng của phông chữ, để là các bạn làm cho những hãng bia. Các bạn biết hãng bia không ạ? Thì thường thường người ta làm cái nhãn bên ngoài với cái chữ nó hay cua theo hình vòng cung. Hoặc người ta sổ sớm và người ta chọn theo cái hệ thống này được không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Và tất nhiên chiêu này thì người ta có thể cầm cái kéo sang trái sang phải, lùi lên trên lùi xuống dưới, đấy là việc của mọi người. Và cái này là theo chiều nằm ngang và cái này là theo chiều nằm dọc, để các bạn hiểu về thực tính. Nhưng dùng hiệu ứng này, tôi nói trước các bạn biết, lưu ý nhé, dùng cực kỳ khó đẹp, phải chuyên nghiệp lắm thì mới làm được cái điều này. Bởi vì các bạn đặt những phông chữ cân bằng vào nó khó đẹp lắm đấy. Không thì cứ thử dùng mà xem, trông nó cứ bị sao ấy. Nhá. Ok. Trong đây có rất nhiều hướng rồi, các bạn có thể sử dụng thoải mái. Thì tôi nói cho bạn biết là toàn bộ hệ thống quảng cáo về phông chữ thì người ta sẽ dùng cái đó là Ctrl T. Các bạn ghi đi Ctrl T. Ctrl T là quản lý hệ thống về chữ. Quản lý hệ thống về chữ. Các bạn có thấy là toàn bộ cái hệ thống trên này thì chúng ta có thể tích vào được dễ dàng, đúng không ạ? Có cả align là căn chỉnh và transform là đánh kích thước của chữ. Nhưng chúng ta dùng Ctrl T thì nó sẽ rất là chuẩn chỉnh. Nhìn chỗ này chưa? Ở đây nó sẽ chia cho các bạn những cái hiệu ứng như sau. Ví dụ nào, các bạn nhìn đây chưa? Ở đây cái này có phải là kích cỡ không ạ? Nhìn chưa? Phần thứ hai tên là giãn giữa dòng trên và dòng dưới. Thì tôi tí tôi nói cái này, bởi vì cái này nó sẽ phải xuất phát hai dòng cơ thì các bạn xuất hiện được. Cái đây là giãn giữa đối tượng chữ ở dưới đây. Có nghe trong một chữ này các bạn dùng cái này là bạn cao lên một tí thì các bạn chữ này sẽ làm sao? Nó sẽ giãn ra cho các bạn xem. Nhìn giãn nhanh. Và cái giãn này nó tương ứng với lệnh là giữ phím an và ấn nút sang phải. Ấn nút sang trái. Sang phải sang trái nữa. Thế nó giãn ra chưa? Thì cái chiêu thức này người ta hay làm với một số cái sản phẩm như là logo. Ví dụ đây. À, cho các bạn xem. Có nhìn này không? Có nhìn thấy cái chữ này không? Đẳng cấp quý ông, và cái này cũng được giãn này. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Thế thì sau khi bạn hiểu rồi thì bắt đầu chúng ta lại quay trở lại với cái biểu tượng của cái text của chúng ta. Thì trong phần text thì nó sẽ có phần transform, phần các cái thứ rồi thì chúng ta ấn vào Ctrl D. Đây là giãn dòng trên dòng dưới, thì tí tôi sẽ nói. Giãn dòng trên dòng dưới thì khi bạn đánh một cái biểu tượng, ví dụ như là ok, đánh một cái text này. Nhưng các bạn có thấy rằng cái text này nó bị làm sao ạ? Nó bị xa nhau quá không ạ? Đừng bao giờ cho quá thưa nhé. Vậy thì chúng ta giữ phím an đẩy lên trên, nó sẽ sát lại. Nhưng không bao giờ đẩy như này. Hiểu cái này chưa? Đây là một trong những phương pháp mà khi bạn dùng text văn bản. Dùng text văn bản là sao? Có nhiều khách hàng người ta bảo là em ơi hãy cho anh cho thêm cái ảnh phía trên rồi cho anh. Nhưng mà trong khi đó text thì ở dưới thì cực kỳ nhiều. Vậy thì chúng ta phải co giãn giữa các dòng lại, khít lại nhau để nó thêm đất, để chúng ta làm gì? Đặt cảnh vào cho hợp lý. Hiểu cái này chưa? Là co giãn dòng trên dòng dưới, chúng ta giữ phím an đẩy xuống dưới, đẩy lên trên rất hợp lý đúng không? Lúc này chúng ta muốn hiện thị toàn bộ hệ thống của cái text này thì người ta sẽ chọn vào biểu tượng menu, chọn vào đây và chúng ta chọn vào show option. Lúc này các bạn sẽ thấy là ở đây nó có nhiều thuộc tính nữa, là giãn. Đây là có nhiều người cầm nhẹ, kéo xuống. Nhìn này ạ. Có nhìn này không? Kéo bẹt xuống đấy. Đây, cầm này kéo bẹt xuống đấy. À, có thể là có những người thì người ta sẽ cầm cái biểu tượng này, người ta sẽ đẩy từ trái qua phải. Hiểu cái này không ạ? Kéo bẹt này.
Vậy lúc này chúng ta chỉ trở về bao nhiêu ạ? 100% được không ạ? Nào 100 nhảy đúng không? Thì có phải trở về định dạng chuẩn đúng không? Và nguyên tắc chữ thì không bao giờ được kéo bẹt như vậy. Hiểu này chưa? Và cũng tương tự như vậy, chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn 7 năm thì cái này sẽ bị sao? Bẹt theo chiều cao. Ok. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đánh một số cái ký tự đặc biệt trong phần thiết kế. Có nhiều người ta sẽ trong quy trình về thiết kế cháu sẽ gặp một vài trường hợp nó hơi khoai. Ví dụ CM2 cm vuông thì số 2 nó không phải nằm ở đây mà nó phải nằm ở trên đây này. Thì lúc này chúng ta sẽ quét qua số 2 thì ở đây nó sẽ có biểu tượng ấy cho cháu. Nhìn này không? Chúng ta ấn nút lên trên thì nó sẽ tự gấp lên trên. Nhìn nào ạ? Hiểu này không ạ? Nhưng rất là đáng tiếc là chúng ta không thể làm tròn này được. Bởi vì trong nguyên tắc của Word nó có một chiêu thức cực kỳ hay. Đó là sau khi chữ đánh CM này, cho muốn đánh số 2 thì cho ấn Ctrl Shift. Ctrl Shift nhá. Và ấn dấu cộng. Nhìn chưa? Và ấn số 2 vào đó. Thì nó chính là cái này. Hiểu cái này chưa đã? Thì đây là đánh một số cái ký tự đặc biệt thì các bạn mới làm được điều đó. Trong Word văn bản nó có việc này rồi. Vậy thì sau khi hiểu thì bắt đầu chúng ta mới liên quan đến cái việc đó là thiết kế là một cái phiên bản. Phiên bản thứ nhất là phiên bản là thiết kế một cái composite. Các bạn hiểu thiết kế composite chưa? Thì để muốn thiết kế composite thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng. Nào các bạn nhìn này. Lúc này trước khi thiết kế một composite thì chúng ta sẽ chọn cái document. Document làm gì? Chúng ta sẽ chọn là cm. Kích thước phải là cm đó. Sau đó chúng ta ấn OK. Nhìn nhận. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn một cái hình vuông. Bởi vì là nguyên tắc chúng ta phải vẽ được cái background đó. Chúng ta vẽ làm biểu tượng. Ở trong phần vẽ ra như này thì các bạn sẽ quét qua và bạn ấn vào transform, chính là công cụ Shift F7. Còn nhớ Shift F7 đúng không? Shift F7 là cái bảng mà các bạn có thể điều chỉnh ở căn chỉnh đối tượng, transform đánh kích thước, và pathfinder là chính là cắt giao các đối tượng với nhau. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn transform và chúng ta chỉ cần gõ về giá trị thôi. Nhưng nhớ cái điều được, khi mà gõ kích thước chúng ta nên khóa, bỏ khóa đi để chúng ta thay đổi từ chiều. Thì các digit là một chiều là 9 và một chiều là 5,5. Đây là một cái kích thước rất là cơ bản dành cho những cái các visit, dành cho những cái dạng như là thiết kế cho các công ty nhà nước, công ty khuôn mẫu. Có nghĩa là họ đứng đắn hơn một chút xíu thì người ta sẽ dùng 5,5. Còn thiết kế cho sản phẩm đồng hồ thì thường chúng để 5. Thì cái cát trông nó sẽ thanh mảnh hơn rất là nhiều. Ok, nhìn nhau. Việc thứ hai các bạn sẽ chọn cho tôi một cái giá trị nữa, đó là gì? Chúng ta chọn vào background. Biết background chưa? Vậy background tôi có thể chọn một cái tông màu, và cái tông màu nó sẽ phù hợp với cái thiết kế của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ chọn một cái giá trị đầu tiên là gradient. Nhìn gradient chưa? Và các bạn nhớ một điều rằng nếu thiết kế trên CMYK thì cái giá trị, nếu logo chúng ta có ánh vàng chúng ta sẽ không bắt mắt được. Nhưng nếu mà chúng ta có ánh vàng nha, có ánh vàng làm cho nó bắt mắt hơn, giống như kim loại ấy, thì chúng ta phải dùng trên cái phiên bản đó là gì? RGB. Nhìn này không? RGB rất quan trọng nên tôi sẽ cho bạn xem. Nào, xong chưa? Nhìn RGB chưa? Lúc này chúng ta chọn vào đây và chọn vào giá trị. Dùng phím G đặt giá trị này kéo vào đây cho nó to lên để cho nó êm đềm. Nhìn êm đềm chưa? Và bắt đầu chúng ta làm. Đầu tiên số 1 tích đúc vào đây. Thì cái màu của chúng ta là không phải là màu đen đâu. Nhìn nhá, màu lờ nhờ đấy, nhìn nhá. Chúng ta sẽ tích vào đây một cái thì ở đây nó sẽ có một cái màu rất là đen. Nhìn nhá. Đây là một màu đen của chúng ta, nhìn tích một cái. Nhìn chưa? Tích đúc này, chọn vào đây này, chọn vào đây. Cái thứ hai tích đúc vào đây. Chọn đây là màu trắng, à gần đen này. Đây tôi sẽ chọn gần đen. Nhìn này không ạ? Vậy thì cái giá trị này nó chỉ hơi chênh nhau một tẹo xíu thôi. Hiểu cái này không ạ? Rồi, sau khi làm xong đã chúng ta đã được các visit thì bây giờ chúng ta việc còn lại là chúng ta sẽ làm gì ạ? Tiếp theo đó là logo. Chính xác chưa? Và logo chúng ta sẽ chuyển sang bên này và chúng ta sẽ copy cái logo của chúng ta. Ví dụ trên phiên bản này tôi chỉ cần chọn cái này. Nhìn không? Ok, tôi sẽ quét qua toàn bộ hệ thống này và giữ shift, chúng ta loại trừ ông này đi. Thì có phải là chỉ chọn là logo không? À, cần chúng ta sẽ quét qua nhé. Đó, chúng ta sẽ quét qua. Giữ shift, chúng ta loại trừ ông này thì chỉ được chọn này, Ctrl C. Sau đó sang bên này và chúng ta ấn vào Ctrl V. Thì cái đối tượng chữ, cái đối tượng logo của chúng ta rất là lớn, nên là chính như vậy mà chúng ta ấn vào Ctrl G để thu nhỏ cái hình này lại một tí. Okay. Và cái này nó chỉ rơi tầm khoảng 2 hoặc 2,5 thôi. Chúng ta sẽ chọn vào giá trị là Shift F7 để làm đánh kích thước cho nó. Đây, chúng ta sẽ chọn vào 2,5. Nhưng các bạn có nhớ là tôi chưa mở hóa ra không? Nên thì tích vào đây, các bạn nhìn Enter này.
thì nó có bị méo không? Ok, vậy thì không thể chơi trò này được. Vậy chắc chắn là phải sinh ra cái này đánh kích thước nó phải làm sao? Đôi lúc phải khóa nào. Đúng không? Ok, tôi sẽ chọn là 2,5. Enter. Các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi 2,5 xong thì tôi đặt vào vị trí này. Lúc này cái giá trị của chúng ta làm sẽ làm sao? Chúng ta có logo rồi. Thì các bạn có nhìn thấy cái nét này của tôi nó bị to không ạ? Ok, tôi tích đúp vào, đây là cái nét đấy. Nét này hơi to bằng 2, tôi chọn là 0.25. Tôi sẽ tích vào đây thì các bạn sẽ thấy à, nét nó sẽ mạnh hơn và trông nó sẽ tốt hơn hẳn. Nhìn chưa? Sau khi làm xong, bắt đầu chúng ta sẽ chọn ra phương án tiếp theo nữa là bên này nó sẽ có cái gì ạ? Nó phải có một cái tách. Các bạn có đồng ý với bên này tôi phải có tách không ạ? Thì trước khi có một cái tách thì tôi sẽ có một cái phiên bản này. Đây rồi, tôi có địa chỉ điện thoại email đã. Tôi copy cái này, Ctrl C. Sau đó đi sang bên Input và tôi sẽ chọn vào đây. Tích này, Ctrl V. Thì trong phần này các bạn có thể chọn vào phông roboto hoặc các bạn có thể chọn vào biểu tượng đó là gì, y ngắn, nhìn nhé, hoặc các bạn chọn vào UTM, nhìn chưa, ấn Enter thì phông chữ này á, chúng ta sẽ chọn xuống dưới cho nó một tí này, xuống dưới phông chữ nó sẽ thay đổi. Các bạn nhìn thấy phông chữ này thay đổi chưa? Ok, tôi sẽ chọn những cái phông đấy, chúng ta sẽ chọn những cái phông mà chúng ta muốn. Nhìn chưa? Sau khi chọn phông xong này, tôi sẽ chọn xuống số 6 và chúng ta ấn một cái chuẩn trừ. Thì phông chữ này thì các bạn có thấy rằng là khoảng cách giữa các đối tượng này nó bị sao à? Ở giữa phím man đẩy lên trên thì các bạn có thấy là vừa rồi tôi trình bày cái này không ạ? Nhìn chưa? Ok. Và sau khi mình làm xong cái này thì chúng ta sẽ thấy một cái điều xảy ra là cái phông chữ chúng ta là bị thưa. Nhìn bị thưa không ạ? Giữ phím gì? Ctrl T. Chúng ta kiểm tra khoảng cách giữa các đối tượng với nhau. Ví dụ như là đối tượng này, các bạn có thấy 107, tôi chọn về không đúng không? Chuẩn chưa? À, vậy thì chuẩn rồi. Vậy thì kiểm tra toàn bộ hệ thống là chuẩn rồi. Lúc này chúng ta sẽ chọn một cái màu. Và cái màu này thì tôi sẽ chọn một cái tông màu, đó là màu vàng. Đặt đơn giản thôi nhé. Và sau khi làm xong toàn bộ cái giá trị này thì chúng ta sẽ quét qua toàn bộ đã. Nhìn quét qua toàn bộ chưa? À, loại trừ cái nền này đi bằng Shift, tích vào đây thì có phải chọn được cái này không ạ? Chúng ta tạm thời ấn vào Ctrl G. Ctrl G điểm gì? Chúng ta chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, tích thêm một cái này nữa để lấy đối tượng này làm gốc, điểm dịch để chúng ta căn giữa. Thì có phải từ đấy đến đây sẽ bằng từ đấy đến đây thì nó sẽ rất là chuẩn chỉnh không? Chứ chưa nói là chúng ta ấn vào đây. Nằm ngang, ok. Sau khi làm xong thì chúng ta lại tách ra bằng Ungroup. Thì lúc này vị trí từ đây đến đây là chuẩn rồi, còn chỗ này chúng ta sẽ điều chỉnh, được không? Lúc này, trong phần này chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp như sau, đó là công ty, đúng không? Thì lúc này các bạn sẽ chọn vào đây. Cháu biết từ này nghĩa gì không? Ok, đặt căn trái nhé. Các bạn nhìn này. Và tôi sẽ chọn cái nét này là phải bôn dày. Và cái này phải là nét màu. Hiểu cái này chưa đã? Ok, cái này đẩy xuống dưới, giữ phím an đẩy lên trên một tí xíu. Ok, đôi lúc giữ phím an đẩy như này nó hơi bị quá. Nên chúng ta ấn vào Ctrl T để chúng ta co giãn giữa các dòng với nhau. Ví dụ đây 10, tôi sẽ chọn cho nó giá trị 9. À, 9 có vẻ hợp lý hơn. Chứ đôi lúc mà các cháu dùng phim này nó đẩy phát lên 2 độ thì các bạn sẽ thấy khác nhau đấy nhá. Nên nhiều lúc tại sao nó vẫn phải sinh ra cái trò này, chúng ta phải tự đánh. Hiểu không ạ? Ok, kéo xuống dưới một tí. À, chúng ta bây giờ cần một cái chức danh đúng không ạ? Các cái gì thì phải có chức danh, còn nếu mà các của chung công ty thì khác. Nhá, thì lúc này chúng ta sẽ ghi một cái biểu tượng là tách xuống dòng. Nách qua một cái dụng là lưu. Đấy, chú sẽ đánh tên chú vào đây. Ok. Và phông chữ này chú cũng chọn cho nó giá trị đó là bùn đậm. Bởi vì cái này là chính, nhưng không chính bằng cái này được. Nó phân cấp nhé, cái này là phụ, hiểu không? Và chúng ta sẽ đẩy đến đây một tí. Và chức danh nào thì các cháu có thể gõ bên cạnh nhà mở ngoặc. Hiểu không ạ? Ok, và sau khi làm xong thì bắt đầu chúng ta sẽ chọn cái giải pháp là cái này có thể là chữ in được không? À, chúng ta sẽ thêm một cái chữ nữa. Đó là cái này. Để đánh nguyên bản giống như cái của nó. Và lúc này chúng ta sẽ có hai cái hình thức là nét mảnh đi với nét gì? Nét đậm. Đấy. Các bạn nhìn chưa?
thì cái phông chữ nó sẽ bắt đầu tây hơn, trông bắt đầu nó có sự so sánh hơn thì trông nó cũng dễ chịu hơn. Thì ở đây người ta hai nguyên tắc, một là sao sẽ để bằng cái vị trí này bằng với mép này, hai là các bạn cháu sẽ để xuống này này. Và thường thường một cái cắt visit thường thường thì chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp là vẽ một cái đường này chạy từ đây đến đây, đúng chưa? Lúc này chúng ta chỉ cần vẽ một cái đường nét vào đây và dùng công cụ phím y ngắn và chỉ vào cái công cụ đó là gradient. Thì các bạn có thấy là cái hình này nó đang là gradient của đối tượng không? Nhưng không phải là gradient của nét không? Chúng ta ấn shift x thì tự khắc nó sẽ có nét của gradient. Nhưng cái nét này của chúng ta đang bị sao ạ? Hơi to, chúng ta chọn được 0.25. Nhìn không? Nhưng nét này muốn mà tinh tinh hơn một chút xíu thì các bạn sẽ chơi một trò như sau cho tôi. Đó là chọn cái nét này chỉ xuống dưới một tí. À, cái này để lên trên một tí. Và lúc này chúng ta sẽ dùng giải pháp là sao? À, cho chìm êm cái này vào nền đúng không? Thì người ta sẽ có giải pháp là đó là gradient. Bước 1 chọn vào hình. Bước 2 chọn vào transparency. Bước 3 tích đúc vào ô gần ngoài. Bước 4 bỏ clip. Bước 5 vẽ một hình vuông to hơn hoặc là bằng đè trên nó. Và bước 6 chọn vào gradient gì? Đen trắng. Các bạn sẽ thấy là ở đây nó đang đi từ trái qua phải. Các bạn nhớ nhé, đang đi từ trái qua phải. Lúc này chúng ta dùng phím G và chúng ta kéo từ trên xuống dưới thì một bên nó sẽ bị dao chìm vào nền. Nhìn nó chìm vào nền chưa? Nhưng lúc này bạn muốn chìm vào cả hai bên thì bạn hãy chọn cho tôi là hai cái giải pháp này cùng là một màu, màu đen. Ở giữa là sẽ là màu gì? Ok, rất cảm ơn các bạn. Nhìn chưa? Thì lúc này tôi sẽ chọn vào biểu tượng lá. Đây là màu, màu đen. Tích vào điểm giữa thêm điểm. Và chỗ này là màu, màu trắng. Thì có nhìn thấy hai bên nó sẽ chìm lên không? Thì cái nét nó sẽ chuyên nghiệp hơn và lúc này chúng ta sẽ dứt lệnh cái nền này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình mà tôi đang làm. Đấy. Ok. Chúng sẽ chuyên nghiệp hơn và nó sẽ lấy tính chất anh kim. Thì đây là cái giải pháp mà đầu tiên mà chúng ta làm cái cắt viết bình thường. Nhưng có nhiều người muốn tạo ra chất anh kim để nó tạo ra cảm giác nó hơi cổ kính về điện thoại, về cái đồng hồ đó. Thì tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F, tôi kéo từ trên xuống dưới. Và tất nhiên sau khi làm xong cái này thì tôi sẽ tạo ra cái biểu tượng điểm biến ở chỗ đây. Có nhìn thấy cái biểu tượng này của chú không ạ? Thế là chú đã có một cái cắt viết trông rất là đơn giản như này thôi. Hiểu chưa đã? Còn có lại các vị trí thứ hai đó là gì? Chúng ta sẽ quét qua toàn bộ. Chúng ta sẽ copy sang sản phẩm số 2. Và cái sản phẩm này chúng ta được lọc lại giá trị là gì? Chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Nhìn không ạ? Và cái này là hình lục giác đúng không? Các bạn nhìn hình lục giác nhé. Nên chúng ta phải dùng cái bố cục của hình lục giác để nhắc lại cái vị trí đó. Bởi vì logo là theo hình đó. Lúc này chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp như sau. Đó là chọn vào một cái hình Polygon Tool. Nhìn không ạ? Hình nó chỉ là cái công cụ để mình sử dụng lý làm sao cho nó phù hợp với cái mà thương hiệu của mình đang làm thôi. Chọn vị trí này và tăng số cạnh lên. Các bạn có thấy bây giờ giống như này chưa? Sau khi chọn xong, chúng ta sẽ dùng giải pháp mà chúng ta phóng to. Chúng ta đặt vị trí. Đấy, có nhiều người đặt như này. Có nhiều người đặt như này, có nhiều người đặt như này. Tùy mọi người, nhưng chúng ta có thể phóng to nữa. À, chúng ta không thích thì chúng ta có thể xoay góc với giá trị 45 độ thì nó sẽ được nhảy. Có nhìn này không ạ? Và sau khi lựa chọn xong cái này thì chúng ta sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chúng ta dùng phương pháp đó là cắt dao. Đúng không? Nhưng trước khi cắt dao để làm sao cho nó đều thì tôi sẽ chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và ấn vào đối tượng này làm gốc để làm gì? Để chúng ta căn theo chiều đồng ngang. Các bạn thấy nhá, như này thì cái vị trí ở giữa này nó sẽ chuẩn luôn. Hiểu không ạ? Làm không cầu thả được đâu nhá. Chúng đang làm giá trị cho các bạn là xem này, đây là 1/3 và đây là 2/3. Và sau khi làm xong chúng ta chọn đối tượng 1 giữ shift, chọn đối tượng 2 và chơi trò là cắt dao. Cắt dao thì người ta có giải pháp là nhanh nhất thì người ta dùng công cụ đó là gì? À, Sigma. Công cụ Sigma là công cụ cắt phẩy và nó là nhanh nhất bây giờ. Chúng ta giữ phím man, chúng ta loại trừ phần thừa bên ngoài đi. Bên trong có rồi đấy. Và lúc ngoài chúng ta chỉ cần chọn một cái giải pháp đó là một cái màu. Chúng ta chọn cái màu Shift X cho cháu. Nhìn thấy màu này chưa? Tại vì cái nét là nó đang là gì? Gradient thì có phải đảo chiều giữa nét và hình thì chỉ cần ấn cái này lên Shift X này, từ khắc ông này sẽ lên trên thay đổi nhau. Là xong. Và lúc này chúng ta sẽ có một cái giải pháp là gì? À, chúng ta tiếp tục chọn vào đây. Cái này sẽ được làm sao? À, đẩy qua đây một tí. Ok. Nhìn thấy không ạ? Và cái này cũng có thể là chúng ta sẽ không chơi trò này nữa mà là phải là căn sang bên tay phải. Hoặc căn sang tay phải thì chúng ta sẽ chọn vào đây. À, cái này chúng ta sẽ chọn vào đây. Và cái này chúng ta sẽ kéo xuống đây. Cái này chúng ta sẽ kéo xuống đây. Và logo chúng ta ấn vào Ctrl Y dài. View Ctrl Y dài. Là xem ở dưới dạng nét thì chúng ta sẽ chọn được cái này thì dễ em, các bạn có thấy là dễ không ạ? Chúng ta sẽ kéo nuôi ra ngoài này.
và Ctrl Y dài thì logo phải là được mé lại. Hiểu cái này chưa? Hoặc các bạn có thấy là địa chỉ số 17 ngõ 12. Ví dụ vậy thì nếu cái phần ngõ này mà nó hơi bị lằng ngoằng quá mà nó dài quá thì các bạn có thể dùng cho tôi biểu tượng sụp này. 17 trên 12 Nguyễn Phúc Lai. Hiểu cái này không ạ? Và nó ngắn lại rồi thì các bạn sẽ thấy là logo tôi đặt đây được không? Nào, bây giờ có hai giải pháp, giải pháp thứ nhất là Ctrl C, Ctrl F. Chúng ta sẽ đẩy cái này qua đây một tí. Thì cái hình này các bạn sẽ thấy là ở đây nó có một cái hình ở đây màu đây. Nhìn hình này chưa? Và sau khi đã có hình này xong thì người ta có hai giải pháp, một này cháu sẽ đặt ở đúng vị trí này cho chú, hai là cháu sẽ đặt ở vị trí này cho chú. Nhìn này chưa? Cho nên trên tất cả. Cho nên trên tất cả để làm gì ạ? Để bắt đầu chúng ta sẽ vẽ thêm một cái hình nữa. Nhìn này chưa? Và cái màu này chắc chắn phải là gradient của cái màu đen. Để làm gì? Cho đặt đúng vị trí. Đặt logo đây. Cho lên trên một chút xíu. Các cháu nhìn này chưa? Cho xuống dưới một layer. Có nhìn lên nó xuống dưới layer thì nó sẽ phủ được cái đoạn này không ạ? À, ok, vậy đi. Nếu cái này chúng ta có cần gì phải là căn trái như đâu mà là có thể là căn phải. Và cái ông này sẽ đặt vào vị trí này. Hiểu này chưa? Và cái này sẽ đặt vào vị trí này. Ê. Nào, xuống dưới một teo. Ok, đây là thành. Rồi. Chúng ta có thể cho đi là thành xuống dưới. Nhìn chưa? Nhưng nếu mà cho đi là thành xuống dưới thì bạn hãy dùng cho tôi một tiêu chí nữa, đó là gì? Vẽ em biểu tượng. Nhìn chưa? Rồi cái hình này chúng ta phải có, thứ nhất là địa chỉ. Thứ hai phải có sao hả? Điện thoại. À, thứ ba phải có đi email và chúng ta sẽ cho có website. Có nhìn thấy này không? Nó sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn việc trước và sau của các bạn. Nhìn đúng không ạ? Sau khi làm xong chúng ta hãy chọn một giải pháp này, cái này sẽ cho một cái đồng hồ vào đó bằng file, chọn vào plate. Nhiều không? Trong phần plate này thì các bạn sẽ thấy rằng tôi sẽ chọn đến cái ổ e và chọn vào thư viện ảnh. Thư viện ảnh. Trong phần thư viện ảnh thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có một cái là d. Chúng ta sẽ chuẩn bị những giải pháp đấy rồi. Chúng ta chọn vào đồng hồ và chúng ta sẽ kéo xuống dưới một tí xíu và chúng ta chọn cái đồng hồ nào cho nó sang trọng và lịch sự. Đấy, có nhiều người để chọn này. Mà tôi thích là có cả con trai và con gái thì các bạn có thể chọn cái biểu tượng này. Đây ạ. Đó, có nhiều giải pháp đó. Đó, các bạn nhìn này chưa? Có thể cái này. Có thể cái này. Và sau đó tôi chọn cái này. Kết quả toàn bộ cái hệ thống này. Và làm sao? Cho cảnh xuống dưới bằng Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái. Chọn đối tượng sang bên phải và Ctrl số 7. Các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó sẽ tạo ra một cái tín hiệu. Nhìn không? Nó giống banner không ạ? Nhưng có rất nhiều các widget là người ta sẽ làm theo phong cách này. Ví dụ làm spa người ta cũng làm theo kiểu này. Có nghĩa nó có ảnh luôn. Người ta sẽ biết ngay, ơi ông làm spa, ơi ông làm đồng hồ biết ngay. Hiểu cái này không ạ? Vậy thì đây chính là giải pháp của các widget số 2 mà các bạn có thể làm. Hiểu cái này không ạ? Nhưng các bạn có thấy là nó vẫn đi theo nhận diện thương hiệu của chúng ta không? Bởi vì nó đi theo mô típ của hình. Hình mà chúng ta muốn. Và khi thiết kế nhà thì trông các visit nó sẽ rất là ổn định về mặt hình. Hiểu cái chiêu thức này chưa? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái giá trị nữa, đó là chúng ta thiết kế ra một cái trang giới thiệu về cái cắt, về cái thương hiệu đó. Để muốn thiết kế ra cái điều đó thì chúng ta sẽ mô phỏng cho cái là gì ạ? Chúng ta sẽ mở ra một cái đối tượng mới và chúng ta copy xuống dưới. Chúng ta sang trái một tí. À, cầu rộng này nhá. Nào. Các bạn nhìn này chưa? Thì cái giá trị mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn đó là gì? Đó là chúng ta sẽ dùng cái tag, đó là tag số 2. Tag số 2 là tag đánh trong khung. Ok? Nào chúng ta vào tag đánh trong khung. Vậy thì có tag đánh trong khung thì nó có phải là tag, nó phải là có gì ạ? Nó phải có khung không ạ? Nhưng trước tiên chúng ta phải chọn một cái giải pháp đã. Chúng ta chọn vào page. Và chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu. À, và chúng ta sẽ chọn cái một cái hình. Nào. Chúng ta sẽ chọn giải pháp từ đến đây. Nhìn này nhá. Và cái hình này thì các bạn có thể là dùng cái hình
lục giác hoặc tam giác gì đó để có thể làm lại nhìn nhau. Còn nếu các bạn không muốn thì bạn có thể chọn cái hình khác, bởi vì là trong nguyên tắc thiết kế thì bạn được quyền chọn rất nhiều hình, đúng không ạ? Đây ạ, chúng ta sẽ kéo lên một tí. Đấy, chúng ta chọn cô gái và chúng ta vẽ vào đây. Như này chưa? À, sau khi mà làm xong cái biểu tượng này thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình như biểu tượng như vừa rồi. Chúng ta có thể vẽ qua đây, đây là một cái hình, các bạn nhìn nha. Và cái hình này giống như là cái chú đã chia sẻ cho các bạn, đó là các bạn có thể dùng những cái nét này mà chúng ta cắm vào những cái vị trí đầu này. Bạn kéo vào đây cho tôi một cái, bạn cầm vị trí này, các bạn kéo đây cho tôi một cái, coi như là kéo cái điểm ấy. Chúng ta cầm này, chúng ta kéo vào đây. Thì sau khi kéo xong thì chúng ta có thể quét qua toàn bộ và ấn phím D. Biết phím D không ạ? D. Biết phím D chưa? D là biến màu trắng và nét đen. Nó rất là nhanh đưa về mặc định của máy ấy. Thì các bạn có đồng ý với tôi đây là hình và đây là nét không ạ? Vậy thì lúc này chúng ta mới thực hiện cái chiêu thức đó là cắt dao giữa nét và hình, Shift F7. Và chúng ta cắt dao bằng cách như sau, rất đơn giản là này. Còn nhớ này không ạ? Công cụ pen. Và sau khi cắt xong thì đối tượng sẽ tồn tại dưới dạng group này. Chúng ta tách cái này ra. Cái này là một cái, cái này một cái, cái này một cái, cái này một cái, và 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 cái này một cái. Hiểu cái này chưa? À, sau khi làm xong chúng ta sẽ chọn cái này là màu trắng, cái này màu bi, cái này màu bi hơn, cái này màu bi hơn nữa, cái này màu bi hơn nữa, cái này màu bi hơn nữa, cái này màu bi hơn nữa. Ok, xong chưa? Sau khi làm xong toàn bộ, tôi sẽ quét qua toàn bộ cái hệ thống này. Nhìn không ạ? Những cảnh không đẹp, chúng ta có thể được quyền xóa, và bắt đầu chúng ta sẽ file, chúng ta chọn vào Palette tiếp theo lần thứ hai, chọn một cảnh khác trông nó có độ nét cao hơn. Nhá, các bạn hãy chọn cho một cái ảnh độ nét cao hơn. Đây, ví dụ các bạn có thể chọn cái đồng hồ nhảy này. Một cái trang này tôi không cần nhảy. Như này chưa? À, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ chọn cái biểu tượng này. Các bạn nhìn này, tôi sẽ quét qua toàn bộ này và tôi sẽ làm mất nét của đối tượng đi. À, mất nét và không mất nét được tùy các bạn nhé. Bạn giữ Ctrl G thì bạn ấn vào đây, bạn đặt vào vị trí này cho tôi. Cho nên trên tất cả, các bạn có nhìn này không? Ok, không có này. Thì trong nguyên tắc của thiết kế thì có phải là khi đưa một đối tượng vào trong mặt nạ thì màu đen là mất hình và màu trắng sẽ là còn hình không? Màu ghi là tượng trưng sự mất của còn. Nên tôi mới dùng chiêu thức như sau, đó là tôi sẽ ấn vào đây là Ctrl X. Nhá, các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn cái này là một group này. Nhìn này chưa? Ctrl G. Ctrl X là mất. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào mặt nạ của nó. Ctrl Shift gì? Ctrl Shift về thì nó bị sao? Nó bị mất chỗ này và bị mờ chỗ này, bởi vì nó có cái nào là màu đen đâu, đúng không ạ? Nhưng chúng ta ấn ngược lại clip lại thì có phải cái này hiện thị theo cái này không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Và lúc này nó sẽ đi từ rõ đến mờ dần cho các bạn nhìn thấy này chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, sau khi làm xong nữa ấn Inverse thì nó sẽ bị mất như này đúng không ạ? Nhưng bỏ cái Inverse đi, chúng ta chỉ lấy cái này thôi. Nhìn này, giữ phím Alt chúng ta có thể copy được thành cái số 2 không ạ? Nhìn này chưa? Ok, giữ phím Alt chúng ta copy cái này. Có thể to hơn được không ạ? Hiểu này chưa? Nhưng có nhiều người, người ta rất kỹ tính bằng cách là người ta cầm đối tượng này, người ta xoáy. Như này không ạ? Các bạn có thấy là cái này sẽ đi theo cái này không ạ? Và cái này muốn rằng là nó phải có đồng bộ với hệ thống này thì tôi lại xoay theo hình này. Đây ạ. Bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì tôi sẽ để nguyên cái này và tôi cũng muốn rằng để nguyên cái này thì sao? Ok, cần chuẩn xét lại. Đây, nhìn này nó sẽ song song này đúng không ạ? Vậy thì tôi sẽ chọn sang bên này sao? Chọn lên này thì sao? Hoặc là chọn to thì sao? Mọi người nhìn này chưa? Rồi, sau khi làm xong chúng ta thoát ra, chúng ta đã có một cái mặt nạ trông rất ấn tượng. Nhưng cái nền này các bạn có thể được quyền thay đổi. À, lúc này câu chuyện của chúng ta sẽ đặt logo và đặt vị trí. Đây là tôi vẫn có logo đúng không? Phần thứ hai. À, sau khi đã có logo xong thì cái hình này đang ở phía trên, tôi sẽ cho toàn bộ hệ thống này xuống dưới bằng cách quét qua Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái. Lúc này chọn logo rất dễ, chúng ta chọn vào đây. Phần thứ hai, chúng ta sẽ chọn dần chữ vào đây, chúng ta sẽ đặt xuống dưới. Thế này chưa? Ok, kéo xuống đây một tí, kéo xuống đây một tí.
cái nó vuông này có thể cho nhỏ lại để nó nằm theo chiều đồng ngang được không? Như này dễ được hơn đúng không ạ? Hiểu này chưa? Rồi, bây giờ phần chữ chúng ta phải có cung nên chúng ta sẽ dùng cái công cụ pen. Tôi tích vào đây một điểm, 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 tôi tích vào shift x để làm chỉ là nét thôi. Các bạn nhìn này chưa? Tôi tích vào đây một điểm, đến đây được không ạ? Như này chưa? Và tôi tích vào đây một điểm. Quên này, mình phải vẽ một cái khung nhảy để làm sao? Tôi nhét tất vào đây mà. Các bạn hiểu cái này chưa? Nhưng trong nguyên tắc khi thiết kế thì các bạn sẽ thấy là cái chỗ này nó không thẳng hàng ngay, mà tôi cần cái này thẳng hàng thì tôi dùng công cụ phím A. Tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Nhét nhìn này, chọn điểm này. Ok, tôi sẽ chọn làm sao cho nó. Cái này cần phải khóa lại. Càn trốn. Chọn điểm này nhá, nhìn này phím A này. Tôi chọn điểm 1. Tôi giữ shift. Chọn điểm 1. Tôi giữ shift, tôi chọn điểm 2, nhìn điểm 2 chưa? Ấn Alt Canz, các bạn sẽ có được cái giá trị. À, chọn điểm 1, giữ shift chọn vào điểm 2, nhìn chưa? Ok, Alt Canz. Alt Canz là các bạn còn nhớ cái bài pen không ạ? Nó chính là căn chỉnh điểm ấy, thì đây là điểm theo chiều nằm ngang, còn đây là điểm theo chiều nằm dọc, thì cái ông đấy có phải dọc không ạ? Ok, ấn vào đấy nhá. Xong xong chưa? Và đẩy ra ngoài ví. Ok. À, các bạn sẽ nhìn chọn vào đây một tí, bạn tôi sẽ đẩy ra đây một tí. À, nhìn nhá. Tôi sẽ giữ shift, tôi chọn vào đây. Nhìn nhá. Có thấy thẳng hàng không ạ? Và sau khi đã thẳng hàng xong này thì các bạn nhìn này, dùng tách thì có phải cái tách của chúng ta nó sẽ đánh trong khung thì nó sẽ là tách này không ạ? Bạn chỉ cần tích vào đây thôi, nhìn này, tích vào tích cái mép này. Nhìn có tách chưa? Nó sẽ chạy theo đúng cái khung của bạn, và lúc này cái màu này chắc chắn là phải là màu gì ạ? À, vậy trước khi làm điều đấy thì chúng ta phải ấn vào paragraph để căn đều đã cho tách nó đẹp. Nhìn không ạ? Và trong phần tích đẹp này tôi sẽ chọn màu ghi. Ok, các bạn nhìn tích này chưa? Vào đây em. Vậy thì sau khi mà các bạn đã hiểu về cái thuộc tính là đánh chữ trong khung rồi đấy, nhìn chưa? Thì nó sẽ làm ra cái là thế này. Và tất nhiên là trong quy trình khi mình làm thì mình có thể được quyền làm sao? À, mình có thể mở khóa ra bằng Object, chọn vào Alt-Canz 2 để chọn cái tông màu nền. Cái nhìn tông màu nền chưa? Có nhiều người dùng Y ngắn và chỉ thẳng vào tông màu nền, có thể màu xanh thẫm. Nó có thể như này. Có nhìn thấy màu xanh thẫm như này không ạ? À, phần thứ hai nữa là có nhiều người khi sau khi làm xong thì người ta có thể làm ra một cái biểu tượng là người ta vẽ ra một cái biểu tượng nhảy giống hệt cái đó, nhưng lúc này người ta sẽ dùng cái tông màu có thể là màu ghi, màu ghi điểm diện cho xuống dưới của những biểu tượng hệ thống này, cho xuống dưới bằng cách này, cho xuống Ctrl Shift vòng bên tay trái, chọn cái nền lại xuống dưới Ctrl Shift vòng bên tay trái thì bạn sẽ nội cái nền trắng, nhìn nội trên nền trắng chưa? Kiểu này không ạ? Và cái đối tượng trên thì tôi có thể ấn vào Ctrl 2 để làm sao khóa lại để tôi chọn là điều khiển cái này, nó rất là đẹp. Các bạn nhìn chưa? Tại sao lại phải nhấn như vậy? Bởi vì khi thiết kế người ta cần nhất là sắc độ. Sắc độ hiểu là gì không? Là đậm, là trung gian, là sáng. Thì cái đấy nó tạo ra điểm sáng để nhấn mạnh nó cái giá trị mà tôi muốn nói. Nhìn không? Giữ phím Alt, tôi copy ra giản hợp số 2 và tôi lại chọn vào giản hợp số 2 bằng cách tôi lại phóng to như này. Nhìn này chưa? Ok, phóng to nữa đi. Nhìn này không? Ok, tôi thu nhỏ cái này tí nữa đi. Ok, dịch sang bên tay trái. Nên là cái đấy, các bạn muốn thiết kế được thì chắc chắn là nó phải có nhiều lý do, tự quảng cáo hay là tự cái gì đó thì các bạn này. Nhìn không? Chất nó sẽ khác. Nhưng cái này các bạn nhớ một điều rằng khi chúng ta dùng màu trắng thì chúng ta dùng cái giá trị overlay thì cái màu nó sẽ làm sao? Các bạn có thấy màu nó tươi không ạ? Nhìn chưa? Ok, tôi chọn một cái màu này, tôi ấn vào cái overlay thêm một lần nữa. Nhìn chưa? Nhìn chìm chưa? Nhưng cái overlay này nếu Ctrl C và Ctrl F hai lần thì sao? Có sáng lên độ không ạ? Ok, vậy cũng tương tự như vậy, Ctrl C, Ctrl F thêm một nữa thì có phải sáng lên độ nữa không ạ? Nhìn chưa? Và cuối cùng chúng ta sẽ làm sao? Giữ phim Alt, chúng ta copy xong cái này. À, có để ý cái này không ạ? Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chúng ta giữ phím gì? Shift M, giữ phím Alt. Cắt này thì có phải được cái này không ạ? Nhìn này chưa? Nhưng lúc này sau khi làm xong các bạn hãy cầm đối tượng này cho lên trên tất cả chúng tôi và chọn một dạng trị sản phẩm O và L M, thu nhỏ vào một tẹo. Đây là các đầu điểm chốt mà chúng ta có thể chốt ở cái vị trí. Đây là chốt ở vị trí số 1. Nhìn chưa? Ok, sổ xuống và chọn vào này.
mỗi cái này thì các cháu có thể chọn một cái giải pháp là cho nó thu nhỏ lại. Nhìn nhận cái nét của đối tượng này chúng ta có thể hơi to, chúng ta có thể thu nhỏ lại. Chuyển 2 độ nhé, nhìn này, chuyển 2 độ này. Thì có phải nhìn chỗ này chuyển 2 độ không ạ? Nhìn chưa? Và đi sau khi mà làm xong thì chúng ta đã có giải pháp một cái text rất là ổn trong này. Trong phần text này các bạn có cần dài không? Nếu không cần dài chúng ta có thể cắt ngắn đi. Như này cho dễ đẹp đúng không? Hiểu cái cách làm chưa? Và đây chính là cái cách thức mà để các bạn có thể thiết kế ra một cái bìa để giới thiệu cho một cái công ty về thiết kế về đồng hồ và làm ra cách nhảy được. Hiểu cách làm chưa? Và đây chính xác là cái thứ mà các bạn làm. Và nếu không nữa thì bạn sẽ chọn cho tôi giải pháp là Ctrl C, Ctrl F, bạn thu nhỏ hình này vào trong một tí nữa nhìn nhá. Và dùng phím Y ngắn chỉ đây lấy nền. Nhìn chỗ này. Đấy. Và cũng tương tự như vậy chúng ta phóng to này vẫn vào và Ctrl C, Ctrl F chúng ta thu nhỏ lại một tí nữa và chúng ta dùng phím Y ngắn chuẩn chỉ vào đây. Và cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ làm sao? Chọn một cái đối tượng Ctrl C, Ctrl F nữa thì chúng ta sẽ thu nhỏ ở đây, chọn là Y ngắn. Nào, xong chưa? Hiểu cái này chưa đã? Đó. Thì các bạn có thấy là từ trên xuống dưới tôi đã làm ra ba sản phẩm rất chỉnh chu không ạ? Rồi, tiếp theo, trong phần đây gọi là text đánh theo gì? Khung. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang text đánh theo gì? Đường dẫn, các bạn ghi đi text đánh theo đường dẫn. Nào, text đánh theo đường dẫn thì chúng ta phải có gì ạ? Có đường dẫn không ạ? Có đường path không ạ? Thì lúc này các bạn nhìn này, tôi sẽ có một cái text đó là hình tròn. Cái này chuyên gia được áp dụng cho một cái gọi là làm gì ạ? Đĩa CD. Trên đĩa CD nó thường thường nó có một cái chữ chạy vòng xung quanh của các bạn để cho một cái ca sĩ nào đó thì các bạn có thể tự lựa chọn một cái ca sĩ. À, có thể là công ty gì cổ phần gì đó được không ạ? Nhìn nhận. Thì cái đĩa CD này thường thường chúng ta phải đánh cho nó một cái kích thước thì rất đơn giản, có nhiều bạn biết là không biết cái kích thước là nặng bao nhiêu, ok lấy thước đo giúp tôi cái. Phần thứ hai các bạn có thể đo kích thước lỗ trong ạ. Thì ở đây nó có hai lỗ nhé, riêng lỗ trong có hai lỗ, lỗ vành một và vành hai. Thì cái vành hai này từ đây đến đây này chúng ta không được quyền thiết kế bởi vì chỗ này là chỗ nhựa, chúng ta chỉ thiết kế từ đây cho đến đây thôi. Thì chắc chắn là khi mà chúng ta dùng hình tròn mà chúng ta ốp ảnh bên trong thì chắc chắn là khi in ra người ta chỉ việc dán bề mặt là xong, hiểu chưa? Ok, vậy thì đường dẫn chúng ta sẽ có được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng text thôi. Nhìn nhá, chúng ta gõ thẳng như này. Nhìn nhá, thì lúc này chúng ta sẽ ghi là cộng hòa. Đấy, ok, ABC. Đó, các bạn nhìn text đánh đường dẫn chưa? Và sau khi đánh text đường dẫn thì nó sẽ có text này. Tất nhiên, sau khi đánh xong thì chúng ta có thể quét qua Ctrl A và cho chữ to, chữ bé lên là việc của chúng ta. Nhìn cho tôi sẽ chọn cho số 9. Nhưng ở đây nó có một cái giá trị nữa là các bạn phải nhớ là có nhiều bạn là tôi muốn rằng cái xuất phát của đầu chữ tôi nó phải nằm ở chỗ này chứ không phải nó nằm ở chỗ này. Thì ở đây người ta có hai cái gạch, các bạn nhìn hai gạch chưa? Hai gạch này tượng trưng cho việc là điểm đầu điểm cuối. Tôi cầm này tôi kéo nhảy và tôi cầm điểm này tôi kéo nhảy thì chính xác là nhìn chưa? Điểm đầu điểm cuối chưa? Dễ không ạ? Ok, kéo xuống đây một tí là xong rồi. Đó. Nhìn không? Vậy đây là chữ theo kim đồng hồ. À, ngược kim đồng hồ. Bây giờ chữ lại nộn ngược xuống thì sao? Nên võng ngược lại đúng không? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc có thể xuống dưới hoặc là tên công ty địa chỉ điện thoại đúng không ạ? Thì thường thường các bạn hay thiết kế những cái ấn phẩm như là nắp nắp của chai, biết nắp chai bia không ạ? Huy hiệu huân chương không ạ? Được chưa? Vậy thì ở đây nó có một chiêu thức nữa là các bạn muốn nộn ngược lại chúng ta sẽ tích đúp vào biểu tượng của chữ đó. Nhìn này đúng không? Tích đúp vào, nhìn nhé. Tôi tích đúp vào đây này. Nó sẽ ra bảng này, nhìn chưa? Và các bạn phải thương thích với cái việc làm sao chúng ta chọn vào type, chúng ta chọn vào nhìn bảng này chưa? Nó tương thích như nhau, có thấy giống nhau không? Vậy thì với điều kiện bạn tích vào đây có nhanh hay là phải theo hướng dẫn của tôi vừa rồi nhanh ạ? Chắc chắn là tích nút nhanh hơn đúng không? Thì đây nó có chữ Philip, nhìn chưa? Chúng ta ấn vào đây một cái thì tự khắc nó sẽ làm sao? Nó ngược lại, nhìn ngược lại chưa? Và lúc này sau khi ngược lại thì bạn có thể điều chỉnh được cái đầu này không ạ? Quay trở về đây và chúng ta kiểu cầm điều chỉnh này, chúng ta kéo như này được không ạ? Chúng ta muốn giãn chữ dài ra thì giữ phím An như này được không ạ? Thu ngắn lại bằng giữ phím An và đẩy sang nút sang mũi tên sang tay trái được không ạ? Sang phải, sang trái. Ok? Hiểu này chưa? Rồi, thì đây gọi là chữ đánh theo đường dẫn.
hiểu chưa nữa. Ok, tiếp theo trong phần chữ nó sẽ có một cái phần nữa, đó là gì? Chữ số 4. Thực chất chữ số 4 giống hệt như chữ số 1, nó chỉ khác nhau một tí thôi. Ví dụ bạn chọn một cái chữ này, giữ phía đặt này, tôi muốn giống chữ theo chiều dọc. Chữ chiều dọc nghĩa sao? Tôi chọn là chữ chiều dọc nhé, nhìn này các bạn, có nhìn cái này đánh xuống dòng không? Enter như này không? Đánh giống ma trận đấy, tôi giống ma trận đúng không? Nhìn này chưa? Vậy thì chữ này tại sao lại giống nó? Bởi vì nó chỉ rất đơn giản, chọn đây, chọn vào tp, chọn vào area, chọn vào cái này, nhìn này không? Vậy thực chất số 1 và số 4 giống nhau, vậy không cần mèo, nhìn nhá, có giống nhau không? Bây giờ quay ngược lại được không ạ? Được chứ, nhưng mà vấn đề nào, hiểu chưa? Tiếp theo giá trị số gì, số mấy thế, số này có giống cái này không ạ? Thực chất nó vẫn là thế thôi, nhưng cái ông này nó chỉ việc phải sợ đánh theo, vẫn trong khung như vậy, đánh theo gì từ trên xuống dưới, hiểu này không ạ? Ok, cái số 3 giống cái này không ạ? Chính xác chưa? Rồi cái cuối cùng thì nó hơi khác một tí, các bạn ghi đi, cái cuối cùng chính là điều chỉnh tự tách tự do, điều chỉnh tách tự do. Cái này nó rất hay ở chỗ này này, các bạn muốn là chọn cái phông chữ nào to, nhìn nhá, bạn chỉ cần tích thẳng mà đi vào đây, nhìn nhá, cầm này kéo to này, thấy chưa? Đi ra nhảy nó nhanh hơn rồi, em phải kết quả không? Không, tích thẳng vào nó quay luôn. Ra biểu tượng góc thì có thể xoay được không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok, và đôi lúc trong thiết kế đồ họa người ta tạo ra cái bố cục về đồ chữ rất là đẹp bằng cách người ta làm như sau. Chữ quát, nhìn nhá, người ta có thể đặt xuống đây, chữ A người ta đặt vào đây, không phải di rắc đâu. Vấn đề là người ta tạo ra những cái biểu tượng cái tín hiệu đồ họa trông rất hay. Ok, đi ra chữ. Và các bạn phải nhớ một điều rằng trong cái giá trị này ấy, người ta tích vào một đối tượng chữ và người ta được quyền phóng to, nhìn chưa, phóng to chữ này đúng không, nhìn chưa, và các bạn có thể thu nhỏ chữ này đúng không ạ, nhìn này chưa. Sau khi làm xong tôi có thể được quyền cầm cái biểu tượng chữ này và tôi cầm cái biểu tượng này làm sao ạ, nhìn nhá, và tách chữ này thành hai phần được không ạ, Ctrl X chúng ta sẽ làm sao, T Ctrl V, có phải nhảy không? Đặt chơi nhá, nhìn này, cầm này, phóng to này ra. Tại sao lại người ta lại có sự sáng tạo nhảy thì tí rồi tôi sẽ chỉ cho bạn xem. Đặt chữ nhảy được không? Nói chữ này bé thôi, chỉ bằng một phần ở đây thôi. Cái chữ A này chú Khánh có thể làm cho nó to lên tí nữa. Nhà to lên tí. Tích vào đây. Chúng ta thu nhỏ làm tí, chúng ta sẽ đẩy chữ T làm tí. Rồi các bạn nhìn này, vậy trong cái khoảng trống này người ta có thể tận dụng những cái việc như sau, đó là gì? Vẽ cái biểu tượng hình, nhìn vẽ từng hình chưa, sau đó tôi chọn được cái màu thì cho xuống dưới tất cả, nhìn lên xuống dưới tất cả chưa. Cái này điểm gì, file chúng ta chọn vào palette, nhưng mà chúng ta sẽ chọn vào đây, nhìn này không ạ, chọn đồng hồ nhá, nhìn này cất vào đây, chọn xuống dưới tất cả, nhìn nhá, lúc này chọn vào đối tượng này đúng không, nhưng mà lúc này cái chữ đang nằm phía trên phải ấn vào Ctrl 2 để khóa lại á, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và ấn vào Ctrl số, nhìn chưa, đúp vào đây bạn sẽ đẩy cái này sang bên tay trái và thu nhỏ cái hình này lại, thì các bạn có thấy rằng cái ảnh của tôi đang nằm phía trong không ạ, hiểu này không ạ? Ok, và thứ hai chúng ta sẽ có một cái chiêu thức nữa là Ctrl O, chúng ta kéo vào đây. Cô này hơi bị tóc tai lung tung quá, chúng ta sẽ chọn file khác, paste
chúng ta kéo xuống một chút xíu nữa. Nào các bạn nhìn ra đây. Nào nhìn cho, lúc này chúng ta sẽ chơi một giải pháp như sau. Nhìn nhá, pen, biết pen chưa? Tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Ok. Tóc tai tôi sẽ thiết kế rất là đơn giản thôi. Tất nhiên nếu mà có Photoshop thì câu chuyện này nó sẽ là rất là chuẩn xác luôn, nhưng mà bên Inut thì không thể cắt được tóc. Hiểu không ạ? Rồi ok, chọn đây. Thiết kế là đây. Thiết kế là đây. Chúng ta chọn đây. Chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn vào đây. Ok. Sau khi đã làm xong toàn bộ thì chúng ta có thể quét qua cái này và dùng Ctrl số. Số 7 thì có phải là ảnh sẽ làm trên em ạ. Lúc này chưa giải pháp này, cầm vào đây, đặt vào đây. Không to này cho tôi. Cho xuống dưới được không ạ? Nào, bây giờ xuống dưới nhảy đúng không? Đặt nhảy đi. Làm chưa? Đấy nha, tôi sẽ chơi trò này cho bạn xem. Nhìn này, lúc này tôi muốn rằng cái biểu tượng chữ của tôi sẽ làm sao ạ? Phóng to tẹo nữa đi. Nào, cái này tôi muốn tay là phải đè trước chữ C. Được không ạ? Vậy thì để muốn làm được điều đấy thì việc đầu tiên là chúng ta phải chọn một cái nền cho nó hấp dẫn đã. Chúng ta thu nhỏ này, chúng ta copy cho xuống dưới tất cả. Cái này đặt sang đây. Làm đồ họa nó phải như thế này này. Ok. Các bạn nhìn này có tôi chưa? Để muốn làm được điều này tôi chọn cái màu vàng Alcan 2. Nhìn chưa? Có phải cái này không ạ? Tôi cho mặt nạ. Và sau khi ấn tích vào mặt nạ tôi ấn vào clip để nhìn được hình. Lúc này chúng ta sẽ chọn một công cụ như sau, nó là pen. Còn nhớ pen không ạ? Tích vào đây một điểm. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng tích rộng cho chú. Tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Và cái này là màu gì ạ? Rồi chính xác là màu đen luôn. Ok, và cái này màu phải là màu đen, đen xì. Nhìn đen xì thủng chưa? Nhưng tại sao phải đồ rộng lên như vậy? Bởi vì lúc này chúng ta mới dùng cái hiệu ứng đó là effect. Chúng ta chọn vùng blur và chọn vùng motion blur thì có phải nó cũng theo độ nhòe không? Nhìn chưa? Ok, nhìn này, thu nhỏ lại một tí. Ok, xuống đây. Rồi. Nhìn chỗ này chưa? Ok. Thì với cái cách này người ta có thể làm sao cho cái này chui qua này và mình làm được rất dễ dàng. Và cái này mình có thể làm sao vẽ theo đường cong của cái chữ này được không ạ? V tích vào đây một điểm, vẽ vào đây, tích lên đây, tích lên đây, tích lên đây. Nhìn chưa, vẽ cong nghe được không ạ? Vào đây, xuống đây, vẽ cong nghe được không ạ? Và cái này nó phải làm sao? À, sorry các bạn, tôi sẽ đổ trước đã nhé. Đổ tạm cái này được chưa? Cái này coi như là hình màu đen nên nó mất cái hình màu vàng đúng không? Tôi ấn vào làm sao? Ctrl X. Nào Ctrl X đối tượng nhé. Ctrl X là thoát ra ngoài đúng không? Lúc này mình làm mặt nạ cho chính thằng người thì nó mới mất được đúng không? Đây thằng người đây, lại ấn vào mặt nạ của thằng người. Nhìn này, nhìn chưa? Nào nhìn nhá. Chúng ta chọn vào đây đúng không ạ? Can chôn gì ạ? Can chôn gì ạ? Can chôn ship gì ạ? Can chôn ship về thì có phải paste đúng vị trí này không? Thì có phải nó ăn theo cái hệ thống của mình đồ theo hình nguyên bản này không ạ? Thì lúc này các bạn được quyền là chỉnh lại một vài cái đường nét cho nó sắc nét hơn. Ví dụ như này, tích vào đây. Nhìn chỗ này chưa? Ok, chỉnh ở đây cho nó đẹp hơn tí. Cái này được rồi, cái này hạ xuống một tí nữa cho đẹp hơn. Cái này đẩy ra căn một tí nữa này. Nhìn chưa? Cái này là sao? Đẩy cao lên một tẹo. Này gạt ngang xong tí cho nó cong đều hơn so với cái đường thẳng này. Ok, cầm này đẩy lên trên.
nhìn thấy không ạ? Sau khi đã làm xong thì các bạn nhìn này, đây tôi đã tạo ra một hệ thống. Ok, hiểu cái này chưa đã? Và với cách cách như thế này thì các bạn có thể tạo ra những hệ thống về chữ rất là tốt luôn. Buổi sau tôi sẽ dạy cho các bạn về thiết kế logo với chữ nhá. Và hôm nay chúng ta chỉ làm được cái giá trị đó là về mặt nạ, về hệ thống toàn bộ về chữ trong cái phần text từ 1 đến đây thôi, còn chưa có convert chữ và chưa có chế dấu. Ok, nào thu nhỏ lại các bạn nhìn nhá, với cách nào ăn trốn à.